tụ mỡ trên người á, giống như khớp xuyên quá, giống khớp xuyên do thuốc. Rồi rồi, vậy là mình bắt đầu mình xem đó là fish cùng kheo ha. Giờ bên ngoài nè, bên ngoài xem cái nào trước cũng được, tùy mình. Ví dụ như tôi đặt ở chỗ này xương chày ra là cái gì? Mặt chứ. Giải chậu chày đây, dịch đây, giống như chị hồi nãy có tí dịch ở chỗ này à, bác thì nhiều hơn, dịch của bác chỗ này nhiều hơn đó. Rất rõ này. Rồi nó thấy là cũng là gai xương rất nhiều, xương chêm đâu, chêm có lẽ như nó lòi ra tới đây luôn này. Xem lại đây, xương chêm này, xương chêm ngoài, cái này là các cái gai xương, hàm dịch và mọi thứ đều phù lên nhiều. Rồi ở đây là dạ dày chậu chày ha, phía sau này là đây là xương mát nè. Ta thấy là cái dây chằng bên mát thầm phồng ra vì cái các cấu trúc này nó đội ra, cho nên chỗ này cong rất nhiều rồi mới tới chỗ bám. Rồi cái thoái hóa của bác thì cũng coi như là được rõ rồi, nhưng mà ở chỗ vị trí này thấy có một cái mát gì đây, cái khối gì, cái khối gì bên cạnh khớp mà cấu trúc nó phản âm dày kém có hết. Một cái khối này thì người ta thành ra một cái có nghi ngờ, không biết là có bị có phải là nốt tô phi hay không, hay là do tổn thương của thoái hóa thôi, nó tìm thêm những chỗ khác nữa. Rồi rồi, bắt con một chân một chút được không? Dạ con lên tiếng rồi bác. Rồi được xíu nữa được không? Rồi con lên thế này, ta xem mặt trước ha. Cái chỗ này là lồi cũ xương chày, chỗ này mới nãy mình có thấy như vậy không? Xương nhô lên giống như nó vôi chỗ bám của dây chằng bánh chè, dây chằng bánh chè bình thường, xương bánh chè hay xương bánh chè bề mặt thì cũng giống vậy. Gân tứ đầu, khoan dịch lớn. Chị thấy nãy giờ mình thấy dịch nhưng mà nó đâu có nhiều như thế này, đúng không? Như thế này là lượng gì rồi? Cho nên khi nãy lúc bệnh nhân vừa nằm xuống thì nói là đang nhìn khớp này, là có thể cảm nhận biết là khớp đang tụ dịch nhiều. Thấy dịch mênh mông không? Ngăn nào cũng có, chứ không phải chỉ ngăn trên này, nhưng mà chỗ này là dày nhất. Dịch này có hồi âm lợn cợn nữa, thấy không? Đây, xem ngắt trên ngoài này. Đây là mô mỡ.